Vũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn. Hôm nay Vũ Hoàng sẽ review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà nằm ở quận nhất. Và hiện tại thì ngôi nhà của mình đang có cái địa chỉ là một hẻm hai sẹt của đường Nguyễn Cảnh Chân thuộc phường Cầu Kho, quận nhất nha cô chú anh chị. Nhà mình là nhà hẻm thông ha, thông từ vị trí hẻm của đường Nguyễn Cảnh Chân và thông ra cái vị trí hẻm của đường Nguyễn Cảnh Chân kế bên luôn. Nói chung là hẻm nhà mình là hẻm thông, và hẻm nhà mình thì cô chú anh chị mình đi xe ba gác được nha. Nhà mình thì có kết cấu là một trệt ba lầu sân thượng nha cô chú anh chị. Nhà thì ngang là 3m và chiều dài là 7m7 ha. Đường trước nhà mình thì đường rộng khoảng có chừng là 2m rưỡi thôi, nhưng mà nhà mình là nhà hẻm thông và khu này là khu dân cư hiện hữu, không quy hoạch nữa nha cô chú anh chị ha. Lộ giới là cũng không có luôn, nhà mình là xây dựng đủ luôn cô chú anh chị ha, xây dựng đủ một trệt ba lầu sân thượng luôn cô chú anh chị nha. Thì hiện tại ngôi nhà này chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng với mức giá là 5 tỷ 100 triệu, giá này thì còn thương lượng nha. Ở nhà mình thì có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Hiện tại ngôi nhà đang có hướng chánh là thuộc hướng đông bắc nha cô chú anh chị. Thì bây giờ cùng mời cô chú anh chị mình tham quan toàn bộ bên trong ngôi nhà với Nguyễn Hoàng ha. Trước mặt của chú anh chị mình đó là cái hướng nó ra là ra tới vị trí mặt tiền đường của đường Nguyễn Cảnh Chân nha cô chú anh chị. Mình rẽ tay trái thì mình đi về bên đường Trần Hưng Đạo ha, rẽ phải thì mình đi về bên đường Võ Văn Kiệt của chú anh chị ha. Thì cái hẻm này là hẻm một sẹt của đường Nguyễn Cảnh Chân nè. Từ vị trí mặt tiền mình vô tới vị trí ngôi nhà của mình thì có khoảng cỡ chừng là 70m thôi, 70 đến 80m thôi cô chú anh chị ha. Đó thì khu vực xung quanh đây, hẻm này nó có cái độ rộng là khoảng cỡ chừng là 4m nha cô chú anh chị. Đó, thì vị trí này của chú anh chị mình có thể đi một chiếc xe hơi vô được nè, nhưng mà tới cái vị trí ngôi nhà của mình đó, thì xe hơi không vô được nha. Nhà mình thì chỉ có là ba gác vô được thôi, nhưng mà được cái là nhà mình là khu ở đây đó là khu dân trí cao, khu này là khu an ninh nha cô chú anh chị. Ở khu này là khu dãy nhà cao tầng hết ha, này là nằm ở quận nhất ngay chỗ cái phường Cầu Kho quận nhất nha. Đó thì khu vực xung quanh đây dãy nhà cao tầng rất là nhiều, thì mình đi vô bên trong tí nữa là mình sẽ rẽ tay phải là mình đi vô vị trí ngôi nhà của mình. Nhà mình thì thứ nhất là không lộ giới, không quy hoạch nha cô chú anh chị. Nhà mình thì xây dựng đủ một trệt một lửng hai lầu sân thượng nha, một trệt một lửng hai lầu mái che thang sân thượng nha cô chú anh chị ha, có cái mái che thang ở bên trên nữa và có kho hàng không gian lửng nữa cô chú anh chị. Và hẻm này cũng hẻm thông nè, hẻm này thì đi thông ra bên kia là TK 17, còn ở đây đó là TK16 nè cô chú anh chị. Hẻm này là hẻm TK16, qua bên kia là TK17 nha. Thì khu này là khu hiện hữu rồi, khu này dãy nhà cao tầng rất là nhiều ở khu vực xung quanh nè cô chú anh chị. Hẻm này cũng là hẻm thông luôn nè, cái này thì mình đi thông ra bên bên đường Võ Văn Kiệt luôn cô chú anh chị ha. Nói chung là ở đây thì nó thông rất là nhiều hướng luôn nha cô chú anh chị. Ở hẻm nhà mình là ở đây là nó thông tứ tung luôn, nó thông ra Võ Văn Kiệt, nó thông ra bên Trần Hưng Đạo rồi luôn cô chú anh chị nha. Đó thì cái vị trí ngôi nhà của mình đó, mình sẽ tới đây nè, tới đây mình rẽ tay phải vào nè ha. Đó, rẽ tay phải vào là tới vị trí ngôi nhà của mình. Đó, nhà của mình thì nó căn nó nằm ở góc đó nha cô chú anh chị. Thì cái hẻm này, hẻm này thì khoảng cỡ chừng là 2m rưỡi đến 3m nha, 2m rưỡi đến 3m. Còn hẻm này thì khoảng cỡ chừng là 4m, thì hẻm này có thể đi xe hơi vào được nè. Hẻm này thì mình đi xe hơi vào được, còn hẻm này thì xe hơi vào không được nha, xe này chỉ có xe ba gác vào được thôi nha cô chú anh chị. Đây vị trí ngôi nhà của mình đây ha, nhà mình thì một trệt một lửng hai lầu sân thượng nha. Ở một trệt nè, một lửng ở bên trên nè, lầu 1 nè, lầu 2 nè, ở bên trên có cái mái che thang rồi, có cái sân thượng ở bên trên nữa. Ở đây thì mặt tiền này chủ có làm cái mái ngói nè. Nhà mình thì chỉ có hai lớp cửa ha, một lớp cửa cổng bên ngoài và một lớp cửa sắt kính ở bên trong nha. Ngang nhà mình là 3m và chiều dài vô trong là 7m7 nha cô chú anh chị. Thì hẻm trước nhà của mình đây, hẻm này thì nó có độ rộng khoảng có chừng là 2m rưỡi đến 3m ha. Đó thì mặt tiền ở bên này thì nó có một cái con hẻm nữa, hẻm này là TK17 nha, hẻm này cũng là hẻm thông ha. Đó, hẻm này là hẻm thông luôn nè. Đó, hẻm khu vực xung quanh đây rất là đẹp nha. Đó, căn nhà của mình đây, căn nhà của mình nó cao lên tới bên trên đó luôn nha, có cái mái che thang ở bên trên luôn cô chú anh chị mình thấy không. Ở khu này là khu dân cư hiện hữu rồi, khu này thì không có quy hoạch nữa, không lộ giới luôn cô chú anh chị. Ở đây là ổn định hết rồi ha, ở ngang 3m và dài là 7m7 nha cô chú anh chị.
đang thuộc phường Cầu Kho, quận quận nhất nha cô chú anh chị ha. Ở đây thì cô chú anh chị mình lên Bitexco hoặc là lên Sài Gòn World rất là gần ha. Ở nhà thì chủ có làm hai cái lớp cửa nè, đó là lớp cửa cổng bên ngoài và một lớp cửa sắt kính ở bên trong. Thì khu vực xung quanh thì ốp gạch ha, ốp gạch cao ráo lên khoảng cỡ chừng là 1 mét, khoảng cỡ chừng là 1,2 m nha cô chú anh chị. Ở bên chờ ở bằng sau thì sẽ là khoảng không gian bếp và khoảng không gian toilet ha. Khu vực này là khu vực phòng khách của ngôi nhà mình đây. Ở bên trên có hệ thống đèn led âm, nhà mình là đúc bê tông cốt thép, sàn bê tông cốt thép luôn nha cô chú anh chị. Đó, kết cấu thì đúc bê tông cốt thép hết ha. Ở có khu vực bếp nè cô chú anh chị, cả tủ bếp nè, bồn rửa chén nè, rồi bếp ga ở đây nè. Còn xung quanh thì có mặt kính ốp cường lực nha cô chú anh chị. Có cầu bên sau này thì sẽ có khoảng không gian ô giếng trời nữa nè ha. Khu vực ô giếng trời của nhà mình đây, lấy không khí gió từ bên ngoài vào nè, rất là thoáng luôn. Có khung bảo vệ luôn ha, có mấy cái móc treo đồ khu vực này luôn, có cái kệ luôn nè cô chú anh chị. Ở khu vực này khu vực toilet đây. Hiện tại đang có khách vô xem nhà luôn ha. Cầu thang này là cầu thang đúc bê tông cốt thép ha, bề mặt này bằng đá hoa cương nè. Ở khoảng không gian này không gian ô giếng trời của mình đây. Ở có khung bảo vệ nè. Ở khu vực này khu vực toilet nè. Cái này là khoảng không gian lửng nha, không gian lửng của nhà mình. Phía trước thì có khung bảo vệ là có cái ô cửa sắt, cửa kéo lùa nè ha. Ở dưới thì mái ngói nè của chú anh chị, mái ngói là có khung bảo vệ luôn. Đó, có cái giá đỡ luôn ha. Rồi cùng cô chú anh chị mình lên tham quan khoảng không gian lầu 1 nha. Ở cầu thang này là cầu thang đúc bê tông cốt thép nè. Ở lên bên trên này cũng có cái ô giếng trời này nè. Bên trên đây thì sẽ có một phòng ngủ và một khoảng không gian toilet nè. Đây khu vực này là khu vực toilet của nhà mình. Khu vực này thì một phòng ngủ nữa ha. Và hiện tại thì chủ cũng có để lại cho mình cái tủ nè. Ở khu vực này ô cửa sổ nè. Ở cửa này cửa gỗ luôn ha. Rồi mình lên bên trên lầu 2. Ở bên trên lầu 2 đây. Ở khu vực toilet. Ở bên trên lầu 3 này thì sẽ có một cái khoảng không gian làm phòng thờ nữa ha. Ở khu vực làm trang thờ đây nè. Ở làm mấy cái trang thờ ở đây khu vực này. Ở nhà mình là đúc bê tông cốt thép ha, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép luôn nha cô chú anh chị. Ở nhà mình có cái chuồng cu luôn ở bên trên đây ha. Có khoảng không gian sân thượng bên trước nè. Bên trước này thì hiện tại cũng đang lợp tôn nè cô chú anh chị thấy không? Có khung sắt rồi đang xung quanh hết ha. Nhà này thì ngang 3 m và chiều dài là 7,7 m nha. Kết cấu thì một trệt một lửng, hai lầu mái che thang sân thượng nha cô chú anh chị. Nhà thì có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng ha. Có tổng cộng là 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Hiện tại căn này chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 5,1 tỷ nha. Nhà mình có đang có hướng chính là hướng đông bắc nha cô chú anh chị ha. Hẻm nhà mình hẻm thông, thông từ TK16 thông ra TK17, TK17 bên này. Ở thì cô chú anh chị nào có quan tâm ở ngôi nhà này có thể liên hệ Nguyễn Hoàng ha, để mình qua mình xem nhà. Mình ý mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả nha. Rồi Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo.